Hello mấy cưng, là chị đây, ở lộn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái set đồ, đó là đồ BD hội chợ. Và biệt đội này gọi là biệt đội bán bánh canh. Và Diễm sẽ là phục vụ. Vâng, cô bé quàng khăn đỏ đi phục vụ. Và cô Ngân mới trốn tù ra thì cho giữ xe. Vâng. Và Min mặc đồ đồ gì đây? Á, à, trời ơi, đồ đẹp. Ôi, em ở đâu ra vậy? Đồ thỏ này là phù hợp với rửa chén. Vâng. Ok, và biệt đội này sẽ xuống thung lũng bán bánh canh nha các bạn. Và AS Mobile sẽ là người nội trợ đảm đang. Để lồn đầu bếp. Còn mình đâu, còn mình đâu? Mình ơi, em tới đây em đứng cho anh đứng ké với coi. Đó, tới đây coi. Đó. Đấy, đẹp chưa? Đấy, đẹp ha. Rồi. Anh bóng quá. Gì? Anh đẹp mà. Mấy đứa này nó bu cả cục kìa, thề luôn á. Thấy đồ đẹp cứ bu. Bu tao nè, không bu con nhỏ đó làm chi. Vâng, thì hôm nay cô Ngân bạn ông lắc ông ấy. Ok. Coi bạn ông lắc ông nói như đúng rồi. Ờ hả. Ok, hôm nay thì cô Ngân của chúng ta bị đau ruột thừa nên là không thể nói chuyện được, nên là phải mổ Avidam. Mạng anh lắc hả em? Mua thuốc đau đầu uống đi. Rồi, xuống bán bánh canh thôi mòn nào mọi người ơi. Vâng, bên anh hiện tại là đang trên 500. Lâu lâu chúng ta phải lắc. Nó cứ giật giật ấy anh ơi. À đúng rồi, biết rồi, anh biết rồi. Nó giật giật lâu lâu cho nó giật giật xíu đi. Anh thấy Diễm nó cứ... Diễm nó cứ giật lên giật đó, xuống đó, kìa. Đó nó giật kìa. Trời đất phộ. Nó giật mà anh không xuống dưới được luôn nè. Dù bay ngược lên lại rồi nè. Gắt vậy. Đang giữ cái khung á. Em đang giữ cái khung á. Ừ, anh lùm đồ không được luôn nè. Đậu xanh đó. Lâu lâu có mấy cái pha hài vải thiệt. Ờ, à, được rồi, được rồi. Lâu lâu rồi, chụp được đồ. Ok. Ok, thông cảm nha, mạng anh hơi giật một xíu. Nhưng mà không sao, anh vẫn bắn được mà. Không biết nói có đứa nào nghe hay không. Nó thử chữ được chữ mất anh ơi. Có bắn nhau bên nhà cái bên gì kia vậy? Cái gì vậy? Cực kỳ nguy hiểm. Có bắn nhau, qua bắn nhau. Qua bắn. Kìa nó kìa. Chạy vô nhà rồi Diễm ơi, bánh canh. Khách á. Ship cho hai tô cho nó lên lầu 3 rồi. Đến lâu. Nó bắn ai trên vậy ta? Lầu 2 có người em ơi. Em không thấy này. Rồi con Ngân giết rồi, kinh chưa. Lầu 3 có người em ơi. Lầu 3 có người nữa. Lên. Đây. Làm gì? Né qua lựu đi. Đùng có đứa gục thấy đi chưa? Đâu? Đã nói né qua lựu rồi, không nghe. Có xe tới. Trời, anh chưa kịp thấy đồ luôn á. Không có được này. Đúng rồi, bồ nó tới. Bồ nó xuống kìa, bồ nó lên nha. Đây, hai thằng. Đầu xanh lắc quá. Rồi, hay quá, cô Ngân ơi, cô Ngân bắn kinh quá. Cô Ngân bắn cực kỳ nguy hiểm nha, các bạn. Mình không nhặt được đồ luôn. Vâng, lâu lâu cái lát này nó cũng vui đó nha. Lâu lâu phải có những pha lát như thế này nó mới gọi là hợp rơ.
cực kỳ nguy hiểm đến với biệt đội bán bánh canh nhà chúng ta. Thôi đi tìm máu, đã hết máu rồi. Mà chơi mắt này mắt liệt lát thiệt anh ơi. Chạy nó cứ giật giật ấy. Không phải đâu. Anh thấy có sự xuất hiện của Lát TV á. Nãy Lát TV mời em vô bán hàng mà sao cứ tìm nó thủ thất bại. Tại vì không có anh á em. Chắc vậy sao? Em có biết là trên thế giới này anh sợ nhất điều gì không? Anh sợ gái. Đâu, anh sợ biến thành gái. Cười. Đâu phải cười là thân đâu. Mày thấy là sợ bơi đê, đúng không? Hay, này nó bị đau. Avidam nè, sáng sớm đâu Avidam nè. Hôm qua anh còn nghe nó la, nó hét đủ các kiểu. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Bao nhiêu thằng? Bao nhiêu thằng? Chết đi! Ôi nãy giờ cô Ngân bắn không á. Nãy giờ bà bắn không á, không cho ai bắn luôn á. Cho em mình máu đi. Giật mình luôn á. Giật không? Anh cứ tưởng là giật điện không á. Chứ lại mạng nó lắc nữa nè. Trời ơi. Hả? Không thấy đường bắn luôn. Mạng em lắc hay là mạng anh lắc? Anh một phần anh nói giật giật rồi em chạy. Chạy cái mát nè nó lát. Cái nữa nè. Nãy tại vì nãy em vô chơi với Lát TV á nên giờ nó mới lát á em. Lát TV này phải lấy lỗ tai nó mới được. Anh không biết vô game để cho cô Ngân bắn không à. Mặc dù cô ấy đang bị đau Avidam. Ôi Min ơi. Chơi đậu phộng. Thằng Nam này đậu xanh á. Giết nó. Trời ơi chảo ơi là chảo. Trong nhà vệ sinh. Ê, trong nhà vệ sinh có. Đứng nhắm gì đúng rồi á. Đâu. Trời ơi. Vô. Anh cover. Đừng đứng gần nó, ba bắn quốc ngân á. Nó bắn ghê á. Rồi, sau lưng nè. Đầu rồi, xanh, ghê. Trong nhà vệ sinh á. Gục rồi. Ồ, nó núp đâu hay vậy ta? À, núp trên cái thùng... cái thùng này nè, đầu xanh, hay quá. Để anh núp giống nó đây. Khốn nạn này. Hay quá, cho một bom. Ôi, bom. Đầu xanh. Ơi, nãy giờ cô Ngân bắn không á nha. Thề luôn. Xe ra. Tôi bị BD nha. Trời ơi. Thề luôn á. Mạng Lát không lấy được cái gì hết nè. Không hiểu sao luôn á. Nghe này, thằng này còn đồ nó nữa. Kìa bộ nó tới. Rồi, xe tới. Cover. Kheo mi. Ơi trên kìa. Trên bắn xuống à. Đã lên thánh này sao ấy. Kìa. Trời ơi nó nhảy cao ghê. Sau lưng đây nè Diễm ơi. Đúng rồi, hay quá cô Ngân ơi. Cực kỳ nguy hiểm đến từ cô Ngân nhà ta. Vâng. Và ứng cử viên sáng giá nhất ngày hôm nay đó chính là Gao. Ồ, em màu gì em ơi? Anh quên rồi. Trời đầu phòng, nó không có mít, nó bị Avidam đấy, mới đau chứ. Nó không biết, à, Gao Cam. Ê,
Hồi đó đến giờ anh chưa nghe câu cam bao giờ luôn á. Đen qua. Ơi nó dưới đồi kìa, nó dưới đồi kìa. Lát quá, lát quá. Ok, và chào mừng 500 anh em đang có mặt trên video của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ giao lưu cùng với là FK Min, ở lộn, FK Diễm, FK ở lộn, Gao Cô Ngân, gì đây, Wap Nobita. Không phải, WSB. Wasabi anh ơi. À, Wasabi. Ok, Wasabi Nobita. Và bây giờ biệt đội này sẽ tiếp tục là bán bánh canh thôi. Các bạn xem clip nhớ bỏ ra 2 giây để đăng ký kênh của mình và nhớ tải Nono Live về. Sau đó là tìm ID của mình và bấm theo dõi nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ xuống thung lũng để mà bán bánh canh. Rồi giờ đi xếp hàng này. Xếp bánh canh. Ơi cái ván lướt của anh nó giống như là một cái bộ phận máy bay mà nó bị bể á, đúng không? Đúng rồi anh. Hả? Trong bộ máy bay mà anh vô anh xem đi. Ủa vậy hả? Lấy thêm một phần của máy bay. Lấy thêm một phần của máy bay nha. Em cũng có, mà em full luôn rồi. Hả hả? Em full rồi hả? Anh không tin. Ai tin? Rồi, anh có khẩu sọc gân rồi. Nói cho anh biết là có thằng nào ở đâu đi. Ôi, MP40 nữa. Đậu phộng. Nói cho anh biết là ở đâu có địch đi. Trời ơi, nguyên căn nhà có được cây súng lục rồi trời. Cũng lạ lắm mà nghe. Bên đây nè, sau lưng nè. Diễm sau lưng có MP40 á. Nhà sau á, nhà xanh á. Có đạn không anh? Rõ luôn. Tới đó lấy đi em. Ủa? Xuống xuống đây bán bánh canh mà sao không thấy tô bánh canh nào hết vậy? Em đổi cho anh khẩu sọc gun đi, đổi nè. Mới thấy chấm đỏ nha. Chấm đỏ đâu em, nói đi. Ôi, phóng lựu né ra. Nấp rồi, nấp một tới rồi. Cầm về đấy, thôi trời. Cấm lựu à. Cô Ngân đậu xanh mày. Tại sao? Ê chỗ này này còn mà. Đậu xanh. Trời ơi còn trên này mà sao nó bị ta vậy đâu vậy? Anh thấy nó rồi. Trời ơi, bồ nó đứng ở sau lưng nó phắn cây sục quá. Ủa nó chạy đâu rồi? Lên trên nhà gỗ, còn á. Ok. Rau con gần giết rồi kìa. Con. Hay quá. Nó yếu rồi mà. Mẹ bắt nó yếu lắm rồi. Nó cầm súng nắng sau hồi nào không hay nó phát. Diễm ơi! Khổ quá, mỗi lần mà có người chết ta la lên. Ở đâu vậy? Ở bên hàng rào đứng bên xếp anh con Ngân. Rào nha. Bên hàng rào. Hay quá. Rồi, yếu rồi. Hay quá. Đi khúc Ngân đi. Mỗi lần mà có người chết ta sợ làm sao thề luôn á. Máu. Không đưa đá nữa anh. Gửi gì? Chưa bị chửi chưa sợ đúng không? Tự mất công chỉ con điên hả? Tao nghe chửi luôn. Anh đâu có chửi đâu mà. Trong quân đoàn anh là người hiền nhất em không biết hả? Hiền lành dễ thương nhất con đường.
Đúng rồi. Còn còn gì nữa mà không đúng? Nhìn quả đầu hồng là biết cá tính rồi. Điên. Đi anh ơi. Sao tự nhiên em gãy làm gì nè? Khổ thân. Tại nó hơi sâu nó sụt em thôi. Thôi bớt. Em thử đi em chạy đi em thử một thằng mà em không bị luôn. Không bị luôn có một thằng. Thôi khỏi đổ thừa cho nhan sắc em ơi. Mình nãy giờ nói gì liên quan tới nhan sắc đâu. Thì bởi vậy anh mới khỏi đổ thừa cho nhan sắc đấy. Giờ làng thông có ai mới sợ đó. Nó lút hết banh đồ rồi, nó chạy qua làng chài rồi. Chạy qua làng chài xong chạy qua nông chài rồi. Cái gì? Ơi sao một người chết mà hai người xem vậy? Sai sai. Một người chết hai người xem kìa. Ở trong đây có ba lô ba này Nobita ơi. Đang qua. Đây nè, trong nhà này nè, trong nhà này nè, trong nhà này nè, đúng rồi. Nhà này có Nobita. Trời ơi, đầu phòng nó chạy ở ngoài. Em buồn lắm, em buồn lắm. Hôm qua em bị em lừa rồi. Hôm qua em bị em lừa rồi. Con không lừa được nữa đâu. Tại sao lưng anh mà đứng vô nhà bán dây đúng rồi á. Thề luôn á. Ủa có Diễm ở đây nữa hả? Có chị Diễm con anh Diễm. À. Hôm nay cô ấy bị đau ruột thừa. Đau ruột thừa, đau bụng đâu? Gì vậy? Gục một rồi hả? À kẹt đạn đúng không? Kẹt đạn đúng không? Đổ thừa nữa. Họ đổ thêm thừa đúng không? Không, mà nhiều khi cái cảm giác mà kẹt đạn nghe nó còn yếu tim hơn là cái lúc mà đắng. Ừ đúng rồi. Không anh giật mình cái tiếng gì em biết không? Anh giật mình cái tiếng mà em nằm xuống á. Đúng rồi đấy ông. Nó tiếng tinh rồi đúng không? Đúng rồi. Cái tiếng đó anh luôn luôn giật mình thấy không? Mỗi lần gặp tiếng đó anh la như là đúng rồi luôn á. Rồi có thằng trong đây nè. Sống vô. Hai ba nấu. Rồi, một tem rồi, một thằng rồi. Gãy một thằng rồi. Rồi gãy hai nha. Nó gì đây? Rồi, bạn có người chủ ăn chủ nhà L. Nhà L hả? Ok, đang qua. Nhà R ba hàng rào đúng không? Ok thấy rồi. Em xem cái gì em xem con ngân em dùng con ngân dùng cái hiệu gì em bị stop lại cho. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hay hay lắm em. Cái đó là một quá trình hay đó. Anh cần điều đó. Rồi cục rồi. Trời kinh vậy. Trời anh chưa kịp tiễn nó một viên nữa. Ơi nón ba hay quá. Lượm được cái nón ba chạy chạy chạy. Bộ nó đâu ta? Trong cảng em nghĩ trong cảng thôi. Diễm anh biết, em biết anh đang làm gì không?
Anh đang cam như đúng rồi nè. Diễm ơi, anh đứng ngoài đường em biết, em biết có cái chấm chấm màu đỏ này là gì không? Đây 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 đây, đây. Em thấy không? Em thấy chấm màu đỏ không? Ừ. Anh nhớ. Đó, cái chấm màu đỏ này là hướng địch nằm ở phía sau 10 đó em. Chạy tới sau 10 là có, cứ chạy thẳng tới sau 10 là có. Có địch. Đúng rồi. Máy anh có chức năng đó mà. Đó, nó sau cục đá nha. Chuẩn bị rút hàng ra đi mấy cưng. Trời ơi, lừa mình làm gì có. Đập. Ở tù nè. Kìa. À, bắn hồng xanh. Ở tù nè. Anh ở tù nè. Anh ở tù với em nè. Anh ở tù với em. Anh ở tù nè. Anh ở tù nè. Ui ui. Ba mặt ba nè. Ba mặt ba này nha. Đâu 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 đâu. Tốt tốt. Tốt tốt à, tốt à, tốt gì gì vậy Diễm? À, bùi cỏ, bùi cỏ, bùi cỏ. Anh có đồ bùi cỏ rồi. Đậu phòng hai cái lỗ tai. Thề luôn. Từ 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 tới chỗ con Ngân ngồi coi. Đứng lên cái con Ngân ơi, đứng lên cái. Đợi xíu nha, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Ok. Rồi đâu? Cái tay thở mình nhúng anh có gì đó anh tay sai á anh ơi. Ừ đúng rồi. Ngồi đó đi, ngồi đó đi, không sao đâu. Ôi. Ngồi ngồi đây đi. Chồng em anh, chồng em. Không không chồng cái gì. Đừng. Trời đâu Phong. Anh tính cho nó lăn tới con Ngân cho chết. À nhắm nhiệt. Anh có nhắm nhiệt rồi. Đây con Ngân ném này, con Ngân ném này. Ngồi đây nó bắn cạo đầu nè. Vui lắm nè. Tay bảo nó nhúng này, nhìn mắc cười quá anh ơi. Đi. Nó có một cục thịt mới rơi hướng 15 ngay. Có một cục thịt mới rơi. Nó ở trên nóc luôn. 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 Ơi nó tới kìa, nó tới kìa. Thanh niên. Gục rồi. Từ từ anh. Đời ơi, bụi cỏ này. Anh cứ tưởng là bụi cỏ nó theo mình không á. Ơi Goroja nè, đầu xanh. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Thằng này giết luôn anh sao ra. Ờ, tiện nó là viên thôi, cho nó viên thôi. Viên sọc gân cũng được. Trời đầu ác. Thằng gì nó chạy. Chạy thục mạng tới lụm thính luôn á. Thề luôn. Thanh niên. Thấy hàng ngon quá chạy. Ê nhà xe, nhà xe, nhà xe có người. Nhà xe có người anh mới thấy bóng. Bóng dáng một hình bóng ai đó. Không có, không có. Anh chui bùi chuối rồi. Ok, và trên bản đồ chỉ còn lại là 9 thằng mà thôi. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là kiếm bụi cỏ. Một đi anh ơi.
Top 1 hả? Ok, Diệm chết thì anh phải top 1 thôi chứ. Không lẽ top 11 em? Báo thù cho em. Báo thù hả? Ok, báo thù cho. À bác. Đâu? Thấy chị Công Anh à? À thấy rồi. Bùi cỏ em ơi. Bùi cỏ. Nó thấy anh rồi, bắn đi. Nó thấy anh rồi. Hay quá mấy cưng ơi. Đúng rồi, anh bắn thằng nằm rồi. Đậu xanh còn thằng bùi cỏ nữa. Nó chạy vô tưởng 120 anh thôi. Bây giờ anh chỉ còn cách là lên công như thế này thôi. Một là gãy, hai là công, một là công, hai là gãy. Ok. Anh nghĩ là nó ke đầu trên nó rồi. Nó ke rồi. Rồi ok. Ai? Ok, anh đang lên luôn. Hay quá cô Ngân ơi. Ai? Cô Ngân. Đậu xanh, đậu phòng, đậu đũa, đậu đen, đậu xa Hà Lan, đậu hũ, đậu ve, đậu đũa, đậu. Nó chết chưa? À chết rồi hả? À chết rồi thôi. Nó chết lần bắn cả ba bắn bằng đạn á. Nhiều khi ngồi cái xe phim nhiều điều thú vị thiệt. Thì anh nói là anh cũng thích coi phim. Ai? Nó kìa. Đậu xanh. Rồi chết rồi. Nó bo kia. Nó tới nữa kìa, bùi cỏ. Đâu rồi, chùi đít. Á luôn. Ơi, nó bắn rồi, bắn anh rồi. Rồi, gục 2. Ok. Đúng rồi, quăng bom xuống, đúng rồi, nay đây. Rồi, đây nữa. Sau đây. Ai, ngay đâu rồi? Đậu xanh, bùi cỏ đâu rồi, chùi đít đâu. Anh nói bậy quá. Sorry, đâu rồi, nó đâu rồi? Chết đi. Không sống được đâu. Ủa. À, xong cục đá hả? Ok, cầm dao ra rút hàng ra đi mấy cưng. Nó cầm xong cục, nó kìa lia ba thằng này nha, vui nè. Rồi rút hàng ra mấy cưng. Đây rồi. Đâu rồi? Ủa nó đâu? Anh kêu tao là em nè. Trên trời. Trên trời hả? Đúng rồi. Lên công luôn. Lên trời thôi đó. Ok. Từ, anh giả bộ chạy lên cái đã. Ôi. Không biết có không? Ôi. Không có. Không có. Từ, kiếm bụi cỏ đi. Để anh dùng nhắm nhiệt cho. Okay. À, đây nè. Này, dù dao nó. Ôi, thanh niên. Tao đập bể đầu mày giờ. Biết sắc sát thủ AS Mobile mà. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký và bật nút chuông lên để mỗi lần mà mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo nhé. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và AS Mobile Trào Lưu nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn luôn nha. Bye bye.